trong tập trước của phần phim Skibidi Titan Hắc Ám, bộ ba Future Titan đã bắt đầu vào không gian để hành hiệp trượng nghĩa. Họ đã đi đến những hành tinh cần giúp đỡ và gặp một số Titan vô cùng khác lạ. Họ cũng đã giao lưu, chiến đấu và cuối cùng vượt qua tất cả để đem bình yên cho những hành tinh này. Cứu ai cứu tôi với? Đúng là ai? Từ sát thủ Speed Command khô kiếm kia, ta phải báo thù cho giống loài của ta. Anh chết rồi. Nào, các cậu, chính là hành tinh này đã phát ra tín hiệu cầu cứu chúng ta. Mau đáp xuống đi. Hả? Gì thế này? Là những Titan khổng lồ đến từ ngoài vũ trụ. Hay quá. Cuối cùng những cứu tinh cũng đã tới rồi. Này, Speakerman cầm dao nhỏ bé kia, không lẽ các ngươi là những kẻ đã phát ra tín hiệu cầu cứu bọn ta? Nhưng rốt cuộc ở nơi đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện dài lắm. À đúng rồi, chúa tể của chúng tôi chờ các ngươi mấy ngày rồi. Mau lên, tôi sẽ dẫn các ngươi tới gặp ông ấy. Ông ấy sẽ cho các ngươi biết hết sự thật. Chúng ta đi thôi. Sao rồi? Các ngươi tuần tra các hướng đã nhìn thấy có Titan cố tình nào ngoài không gian tới đây chưa? Dạ thưa, chưa thấy dấu vết gì ạ. Cái gì chứ? Khủng khiếp thật. Thủ lĩnh ơi, họ xuất hiện rồi. Họ đã tới giải cứu hành tinh chúng ta rồi nè. Hả? Đằng kia có lẽ là tên chúa tể Speakerman cầm dao. Này, rốt cuộc các ngươi đã gặp vấn đề gì? Sao cứ ấp a ấp úng thế này? Xin ba ngày hãy bình tĩnh, lắng nghe tôi nói. Tôi là một Titan Speakerman sát thủ. Tôi cùng với giống loài của tôi sống tại hành tinh này. Nhưng mấy tháng trước đã xuất hiện lũ quái vật bồn cầu ngoài vũ trụ đến để xâm lấn hành tinh của chúng tôi. Bọn chúng rất mạnh. Chúng tôi bắt buộc phải trốn chạy và gửi tín hiệu ra ngoài không gian để cầu cứu một siêu anh hùng nào đó. Và rồi Future Titan Bucci đã xuất hiện cứu lấy hành tinh của chúng tôi. Nhưng hắn nhìn thấy nơi này tươi đẹp và bắt đầu giết loài của chúng tôi, muốn chiếm lấy hành tinh của chúng tôi. Bây giờ không còn cách nào khác, chúng tôi lại tiếp tục gửi tín hiệu ra ngoài không gian. Thì các ngày đã đến đây thật đúng lúc. Cái gì chứ? Future Titan Bucci nổi lòng tham, từ giúp đỡ các ngươi chuyển sang xâm chiếm của các ngươi à? Nhưng trong các ngươi thiện chiến như thế này, tại sao không cố gắng chiến đấu hết mình mà lại nhờ sự giúp đỡ của các cứu tinh ngoài không gian chứ? Hả? Nhìn chúng tôi vậy thôi, chứ chúng tôi yêu lắm. Làm ơn, các ngài đã tới đây rồi, hãy giúp đỡ chúng tôi tiêu diệt tên Phương chờ tay thành bút trì đó đi. Thôi được rồi, coi như bọn ta mất công đến đây một chuyến, không thể nào ngó lơ các ngươi gặp nạn. Sẵn tiện giúp đỡ các ngươi tạo công phước cho đời sau luôn. Hay quá, ba ngày thật tốt. Đúng rồi, tình khôn kiếp đó đang ở phía bắc. Các ngài cứ đi thẳng tới đó là sẽ gặp được hắn. Lũ chết tiệt sát thủ Speakerman này, nào nói hang hổ của các ngươi ở đâu? Ta phải diệt sạch loài độc ác xấu xa bẩn thỉu các ngươi. Các ngươi dám lợi dụng ta, bây giờ còn đánh giết chết ta nữa. Thấy hắn rồi các cậu. Này, mau dừng lại, tình phu chờ tay tình bút trì xấu xa kia. Ngươi không được làm loạn ở hành tinh này nữa. Gì nữa đây? Sao lại xuất hiện những tay tình lạ mặt đến đây thế này? Không lẽ lại là lũ khốn kiếp đó đã gửi tín hiệu ra ngoài không gian cầu cứu những cứu tinh tài tình đến đây nữa hay sao? Chết, ông dừng lại đi, các ngươi bị lũ khốn kiếp đã lừa rồi. Bọn chúng sẽ lợi dụng các ngươi giết chết những tài tình ở đây để cho bọn chúng ăn cơ thể của họ, rồi sau đó tìm cách giết lại các ngươi đó. Chết tiệt, hắn nói lòng vòng cái gì, chắc cậu có hiểu không vậy? Mà thôi, không cần phải nói nhiều với hắn. Này, thứ độc ác kia, đến lúc ta sẽ kết thúc chuyện này, chấm dứt sự tham lam của ngươi. Ngươi không có khả năng chiếm được hành tinh này đâu. Cái gì chứ? Ta đã nói như vậy rồi mà các ngươi còn không hiểu à? Hả? Khốn kiếp, ba thứ tài tình ngu ngốc đây, kẻ mà các ngươi cần phải giết là bọn chúng, là lũ sát thủ Speakerman này, chứ không phải là ta. Cầm mồm đi, thứ xấu xa.
người với cương vị là một cứu tinh đến hành tinh này để giải cứu những sinh vật ở đây, lại nổi lòng tham muốn giết sạch và chiếm hành tinh này chứ gì? Bọn ta nghe quá đủ rồi. Mau dừng lại đi, mau dừng lại đi! Ta mới là người bị hại. Còn lũ khốn kiếp đang nhờ vả các ngươi, muốn lợi dụng các ngươi để giết ta mà thôi. Chết đi, chết đi! Đến giờ phút này rồi mà ngươi còn ngẫm máu phun ngươi à? Hãy nghe ta nói một lời cuối cùng. Ta không hại ai cả, ta không xâm chiếm gì cả. Là bọn chúng là một lũ mưu mô. Trước đây hành tinh này không phải là của bọn chúng. Bọn chúng đã tới đây giết sạch loài bồn cầu để chiếm lấy hành tinh của họ. Bọn chúng thậm chí còn giả vờ phát tín hiệu ra ngoài không gian. Ta tưởng rằng bọn chúng bị hại nên tới đây giúp đỡ bọn chúng. Thật không ngờ sau khi ta bị bọn chúng lợi dụng giết sạch lũ bồn cầu, lũ bồn cầu mới nói cho ta biết toàn bộ sự thật. Rồi ta đi tìm bọn chúng để hỏi lý lẽ, nhưng bọn chúng cứ né tránh. Sau đó bọn chúng đã ăn lấy cơ thể của những quái vật bồn cầu để nâng cấp sức mạnh của mình. Rồi cuối cùng bọn chúng đã tìm lấy chính ta, tiêu diệt ta. Tiêu diệt ta không được, bọn chúng lại tiếp tục gửi tín hiệu ra ngoài không gian để gọi các ngươi tới, rồi mượn tay các ngươi giết ta. Chắc chắn sau này ta chết, bọn chúng sẽ chiếm lấy thân xác của ta, rồi lại tìm cách nâng cấp cơ thể, rồi sẽ giết từng người của các ngươi. Chết tiệt! Ngươi! Được rồi, ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Nếu những lời ngươi nói là thật, ta sẽ cho bọn chúng một bài học. Còn nếu không, chính ngươi sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Không biết ba tên đó làm ăn như thế nào rồi. Một chút về rồi. Hay quá. Các vị anh hùng, không lẽ cái ngày đã giết chết được tên Phương chờ tái tình bút trì đó rồi phải không? Mau nói cho tôi biết, chỗ xác của hắn ở đâu vậy? Bọn ta đã giết hắn, vứt cơ thể hắn ở một bờ sông phía bắc. Nhưng ngươi cần cơ thể của hắn để làm gì chứ? Không phải bọn ta đã giải phóng hành tinh của ngươi rồi hay sao? Tôi muốn lấy cơ thể của hắn để cho thuộc hạ con cháu của tôi ăn thịt, để bọn chúng mạnh lên một chút. Sau này chúng tôi sẽ tự bảo vệ hành tinh của mình, không cần nhờ vả ai hết. Nhưng mà khoan, hay là một trong số các ngày ở đây, đến khi nào chúng tôi mạnh mẽ hơn được không? Cái gì? Bây giờ ngươi còn âm mưu tách bọn ta ra riêng với nhau à? Ngươi đừng hòng thực hiện âm mưu lợi dụng những cứu tinh khác đến đây để giết bọn ta, giống như cách ngươi đã làm với Phương chờ tái tình bút chi. Sao các ngài lại biết chứ? Chết tiệt, các ngài hãy bình tĩnh đi. Tôi có nỗi khổ riêng mà. Cầm mồm ngươi lại đi. Trước khi bọn ta về đây thì Phương chờ tái tình bút chi đã kể hết sự thật cho bọn ta nghe. Bọn ta cũng dựa theo dấu vết đó tìm hiểu nguyên nhân sự thật. Thật sự cái hành tinh này không phải là của các ngươi. Các ngươi tới đây xâm chiếm, rồi lợi dụng những cứu tinh ngoài vũ trụ giúp các ngươi, sau đó các ngươi phản kèo ăn luôn thịt của họ. Khốn kiếp! Các ngươi dám tới đây phá chuyện của ta, ta sẽ giết sạch các ngươi. Con cháu của ta đâu? Mau lên giết chết ba tên này, ăn bằng được thịt của bọn chúng. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ nhất vũ trụ đây. Chị nhà mới lợi mặt chuột, bây giờ bọn ta mới thấy bộ mặt thật của ngươi. Chết đi! Chúa tể ơi! Lũ khốn kiếp! Các ngươi dám giết chết chúa tể của bọn ta, bọn ta sẽ liều mạng xé xác các ngươi, ăn thịt nuốt sống các ngươi. Tiến lên nào anh em! Tịch chúa tể tai tài sẽ biết cái mệt sát thủ đó chẳng tốt lành gì, thì đám con cháu của hắn cũng sẽ là những kẻ bại hoại. Được rồi, ta sẽ giết sạch các ngươi để các ngươi đoàn tụ với tên chúa tể độc ác của các ngươi, xuống địa ngục hết đi. Được rồi hai cậu, chúng ta lại tiếp tục ra ngoài không gian đến những nơi cần sự giúp đỡ của chúng ta thôi.